Thưa quý vị, trạm thu phí đường thủy đầu tiên của Việt Nam đã xuất hiện tại Sài Gòn và dự kiến sẽ chính thức thu phí từ cuối năm 2018. Theo đó, thì các tàu ghe sẽ phải trả phí khi qua lại ở dạ cầu Bình Lợi, phía thượng nguồn theo ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Sài Gòn, thì dự án cầu đường sắt Bình Lợi mới và cải tạo luồng sông Sài Gòn đoạn từ cầu Bình Lợi-Sài Gòn tới cảng Bến Xúc, tỉnh Bình Dương sẽ hoàn thành vào cuối năm 2018, nhằm giúp cho tàu có trọng tải lớn ra vào các cảng được thuận lợi, lưu thông hàng hóa trong vùng Đông Nam Bộ. Theo báo VN Express thì trạm này được khởi công hồi tháng 4 năm 2015 với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, tức khoảng 57 triệu đô la. Dự án đường thủy đầu tiên của Việt Nam thực hiện theo hợp đồng trạm thu phí. Bộ Giao thông Vận tải đã đồng ý cho công ty đầu tư trạm thu phí Bình Lợi là chủ đầu tư dự án thu phí để hoàn vốn. Ông Vũ Đức Cúc, đại diện chủ đầu tư cho biết là việc thu phí chỉ áp dụng với những ghe tàu có tải trọng 300 tấn trở lên, nên không ảnh hưởng đến người dân sử dụng ghe thuyền nhỏ vận chuyển hàng hóa trên sông Sài Gòn mỗi khi qua cầu Bình Lợi. Với giá thu khoảng 70 đồng cho một tấn trên một cây số, thì trong 20 năm 9 tháng dự kiến sẽ thu được khoảng 1.100 tỷ đồng, tức khoảng 48 triệu đô la. Như vậy, một xà lan 500 tấn đi từ Bình Lợi, cập cảng An Sơn Bình Dương sẽ phải đóng khoảng 8 đô la. Nếu thêm giá trạm thu phí cho đoạn khoảng 20 cây số đường sông và chui cầu Bình Lợi thì sẽ mất thêm khoảng 30 đô la nữa. Ông chủ đầu tư này cho rằng mức giá này được cho là rẻ hơn nhiều so với đường bộ.